Trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng tháng công nhân năm 2023, ngày 24 tháng 5, ông Nguyễn Thiện Phú, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang, dẫn đầu đoàn công tác Liên đoàn Lao động tỉnh đến thăm tặng quà cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Mỹ, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn. Tại nơi đến, đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, các chế độ chính sách tiền lương, tiền thưởng cho công nhân người lao động, đặc biệt là các hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động trong tháng công nhân năm nay. Dịp này, đoàn đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ 433 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cho đoàn viên và 700.000 đồng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn làm việc tại công ty. Với mong muốn thể hiện sự quan tâm của công đoàn các cấp đối với đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, để đoàn viên người lao động tiếp tục khắc phục khó khăn, ra sức thi đua lao động sản xuất, góp phần cùng đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2023.